Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android căn bản được thực hiện tại website mylab.vn. Mình tên là Chế Công Bình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn demo về event button. Demo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xây dựng một cái edit test và một cái test view và một cái button. Và khi chúng ta nhập vào edit test, chúng ta nhấn vào button thì cái test view này nó sẽ hiển thị được thông báo là chào bạn và với nội dung mà các bạn nhập vào edit test. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn demo này. Bây giờ chúng ta sẽ mở clip lên. Ở đây mình sẽ xóa những cái layout mặc định của chương trình. Một số layout mặc định của chương trình nha các bạn. Mình đã tạo sẵn một cái event button rồi. Và mình sẽ xóa một cái layout mặc định của chương trình. Delete nó đi. Và đồng thời bên hàm manability mình sẽ delete một số cái mà không cần thiết. Ok, và giờ mình sẽ quay lại cho lại layout để thiết kế giao diện. Ở đây mình sẽ sử dụng linear layout để trình bày cho các bạn giao diện đó. Mình sẽ khai báo một cái linear layout. Và chúng ta sẽ làm một cái XML, đường dẫn XML. Phần này mình đã hướng dẫn các bạn ở các chương trước rồi nên mình sẽ không nói lại mấy phần này nha các bạn. Và chúng ta sẽ định chiều rộng và chiều cao. Trước tiên mình sẽ định chiều rộng cho layout. Cái này là do trên mình đánh là phải là xml.android mới đúng, mà mình lại đánh android đi cho nên sai nha các bạn. Ở đây mình sẽ sửa lại, mình sẽ sửa thành xml.android. Ok, ở đây mình sẽ định tiếp chiều cao cho layout của chúng ta, và ở đây mình sẽ làm match parent. Và chúng ta sẽ định hướng hiển thị cho linear layout. Ở đây mình sẽ chọn là vertical, có nghĩa là hiển thị từ trên xuống dưới theo chiều dọc, theo từng dòng. Và mình sẽ có cái edit test, và mình sẽ định ID cho cái edit test này với Android ID. Và ở đây mình sẽ đặt tên cho cái edit test này, mình sẽ đặt là TST. Và đặt tên là số thứ nhất. Các bạn muốn đặt tên nào cũng được nha các bạn. Và chúng ta sẽ định tiếp chiều rộng với Android layout wide. Ở đây mình sẽ chọn là fill parent. Và 2. Mình sẽ chọn là wrap content. Và tiếp theo mình sẽ đặt là dấu nhắc nhở. Đoạn test nhắc nhở mình sẽ đặt là nhập vào họ, nhập vào tên của bạn. Ok, như vậy mình đã xong phần edit test, và chúng ta sẽ thêm một cái test view. Ở đây mình sẽ thêm một cái test view nữa. Và mình sẽ định ID cho test view này. Mình sẽ đặt là TV xin xuất. Mình sẽ đặt là TV xuất tên. Và cũng như phần edit test, chúng ta sẽ định chiều rộng, chiều cao. Và chúng ta sẽ gắn một cái Android test, có nghĩa là chúng ta phải gắn đoạn test cho cái test view này. Ở đây mình sẽ là chào bạn,
để khi chúng ta nhập vào edit thì cái tiếp viên nó sẽ xuất là chào bạn với cái đoạn mà test mà chúng ta nhập trong edit. Đây mình sẽ đồng thời sẽ định background, mình sẽ chọn đại một cái mã màu nào đó và chúng ta sẽ xem qua giao diện của chúng ta. Ok, như vậy là tạo mẫu rồi. Và ở đây mình sẽ định thuộc tính gravity là center để cho chữ của chúng ta nằm ra giữa. Đồng thời mình sẽ định luôn thuộc tính layout gravity, layout margin top để cho cái phần của chúng ta thụt xuống một tí. Các bạn xem lại giao diện. Ok, bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái button nữa để xử lý cho cái phần này. Và chúng ta sẽ tạo sự kiện xử lý cho button này. Android ID và sẽ định ID cho button là btn chấp nhận và sẽ định chiều rộng với layout white. Mình chọn fill parent, chọn ra content đi ha, ra content để cho nó ôm sát chữ. Và mình sẽ định tới chiều cao cũng là wrap content luôn. Và ở đây mình sẽ gán một cái Android test. Và mình gán đoạn test là xuất thông báo. Và mình sẽ bây giờ mình sẽ canh vị trí lại cho nó đẹp nha các bạn. Mình sẽ dùng gravity center để cho cái phần button tay ra giữa đây, các bạn xem thấy đây. Nên là khi chúng ta xuất thông báo thì ở layer test view của chúng ta sẽ hiển thị câu chào bạn. Và chúng ta sẽ vào phần sort. Chúng ta chọn main activity để chúng ta tiến hành xử lý cho cái sự kiện này. Trước tiên ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái edit test. Ở đây các bạn đặt tên gì cũng được nha các bạn. Mình sẽ đặt là TST họ tên. TST tên. Mình sẽ đặt đây là TST tên. Và mình sẽ báo thêm một cái test view. Chúng ta khai báo như thế này là để chúng ta lấy cái edit test và test view ở bên layout nha các bạn, để chúng ta xử lý. Mình đặt là TV xuất. Cái này là rất quan trọng các bạn mà không khai báo thì chúng ta không thể nào xử lý được. Và mình tạo thêm một cái btn là kết quả, btn chào chấp nhận. Và ở đây mình sẽ gán ba cái này bằng những cái edit test, test view và button mà chúng ta khai báo bên layout. Ở đây mình sẽ ép kiểu. Đây, mình sẽ lấy các gán bằng ba cái này. TST họ tên ở đây chúng ta là list test. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm TST số thứ nhất nằm ở bên layout. Lỗi ở đây là do mình chưa ép kiểu nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành ép kiểu, mình sẽ ép hành kiểu edit test. Và mình sẽ tìm tới cái ID bên cái layout. Và cái ID đó chính là TT số nhất. Và mình tiếp tục cho cái test view xuất. Và mình sẽ gán bằng
test view mà chúng ta khai báo bên layout r.id, và với id là test view bên layout. Và mình sẽ làm tiếp cho button. Ok, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong. Bây giờ mình sẽ lắng cho sự kiện lắng nghe, sự kiện lắng nghe cho xử lý cho button. Mình sẽ là set only listener. Có nghĩa là chúng ta sẽ đặt điều kiện lắng nghe này cho button. Khi chúng ta lift vào button thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý. Các bạn thấy đây có rất nhiều sự kiện. Hover, cây listener, tuk listener, rất là nhiều sự kiện các bạn. Ở đây mình sẽ chọn là onlist và new onlist listener. Có nghĩa là khi các bạn nhấn chuột và đồng thời các bạn inbox thư viện vào. Có nghĩa là khi các bạn nhấn chuột vào button thì chúng ta sẽ tiến hành gán đoạn test. Để làm như vậy thì chúng ta sẽ là tt tên và chúng ta lấy đoạn test trong tt tên này và xuất vào tv xuất. Thì Android nó hỗ trợ chúng ta là có thể gán bằng set test hoặc là get test. Thì tv xuất mình sẽ dùng là set test để gán đoạn test cho tv xuất. Và mình sẽ gọi tt tên chấm get test, có nghĩa là mình sẽ lấy đoạn test khi mà các bạn nhập vào test view, nhập vào edit view, edit test. Và mình sẽ lấy là chào bạn và cộng với cái chuỗi mà chúng ta nhập vào edit test. Bây giờ mình sẽ chạy thử chương trình để xem chương trình chúng ta chạy có đúng hay không. Nếu các bạn gọi tiếng Việt các bạn nhớ seal UT8 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử nhập vào một cái tên nào đó, một cái tên bất kỳ. Mình sẽ nhập là Nguyễn Văn Tuấn và xung báo các bạn thấy không? Chào bạn Nguyễn Văn Tuấn. Khi các bạn nhập vào thì sẽ xuất ra thông báo như các bạn muốn nhập. Mình sẽ sửa lại một cái tên khác chẳng hạn. Đây là Trần Thanh Thảo và xuất thông báo. Ok, như vậy là chương trình chúng ta chạy đúng. Ngoài ngoài new ngoài khai báo new listener, các bạn có thể cho kế thừa bằng một cái lớp giao diện Only Listener. Các bạn sẽ khai báo một cái element và các bạn sẽ Only Listener. Ở đây mình bỏ cái phần này đi. Nếu các bạn học học bên Java rồi thì các bạn sẽ biết mấy cái phần này nha các bạn. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta học lập trình Android thì chúng ta phải biết trước về Java và lập trình hướng đối tượng. Và ở đây chúng ta sẽ add method để lấy sự kiện onlist. Và chúng ta sẽ gán sự kiện onlist này cho button chấp nhận. Và mình sẽ gán onlist listener. Và did ở đây có nghĩa là mình sẽ lấy sự kiện onlist nằm trên main activity. Và mình sẽ gán có xử lý giống như hồi nãy. Mình sẽ lấy test view và set test cho nó. Và mình sẽ set test cho test view này. Giống như lúc nãy chúng ta khai báo thôi, không có khác gì hết nha các bạn. Chào bạn cộng tên chấm get test. Ok, và chúng ta sẽ chạy thử chương trình.
Để xem chạy, để xem chương trình chúng ta chạy có giống hồi nãy nha không. Ngoài Unlimited Tinder các bạn có thể xài tất cả các sự kiện khác nha các bạn, không nhất thiết phải xài Unlimited Tinder. Vì ở đây mình chỉ demo cho các bạn một cái ví dụ nho nhỏ thôi. Thì sau này qua bài nâng cao thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm về các event này. Ok, và chúng ta sẽ thử nhập vào. Chào bạn Văn Tấn. Như vậy ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về các event trong Button. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt các bạn.